Ủa, anh không ăn sáng hả anh? Anh phải đi ngay. Em ở nhà, dọn dẹp nhà, rồi coi nhà cẩn thận. Thôi anh về. Alo anh Nguyên. Tâm ơi, tuần vừa rồi anh có nói chuyện với em về cơ hội làm việc tại nhà hàng La Villa. Em đã suy nghĩ kỹ về lời mời của bạn anh chưa? Dạ, chắc là em không nhận lời anh được đâu anh ơi. Em có chắc không? Nhà hàng này rất có tiếng ở Sài Gòn. Rất nhiều người đầu bếp như em luôn ước muốn làm việc tại đây. Anh nghĩ đây là cơ hội tốt dành cho em. Em nên cố gắng thu xếp gặp họ để nắm lấy cơ hội này. Em cảm ơn anh. Nhưng thực sự em rất khó nhận lời. Hiện em không ở Sài Gòn nữa. Em rất xin lỗi anh. Sáng nay bên nhà hàng có gọi điện cho em. Bảo em quay lại làm việc à? Anh nghĩ sao? Ngủ ngon. Alo anh hả? Hôm nay anh có việc phải chạy, em ăn cơm trước đi. Alo? Dạ không sao đâu anh. Anh đi cẩn thận nhớ về sớm nha anh. Ai cũng nghĩ tôi là người phụ nữ may mắn, có được một người chồng thành đạt, và tôi cứ nghĩ mình rất hạnh phúc. Tôi đã cố gắng hết sức để trở thành người vợ tốt của anh. Vì anh, tôi nghĩ chỉ cần tôi có thể đem niềm đam mê của mình nấu cho anh những bữa ăn thật ngon, như vậy là đủ hạnh phúc rồi. Thế nhưng vì anh, tôi đã cố gắng tin rằng cuộc sống của tôi chỉ cần có anh là đủ. Thế nhưng anh đâu biết rằng mỗi ngày tôi cô độc giữa bốn bức tường, không một người bạn, không một niềm vui. Vì anh, tôi đã chấp nhận từ bỏ sự nghiệp và ước mơ của mình. Tôi đã cố gắng để trở thành một người vợ đảm đang. Thế nhưng anh đâu biết rằng mỗi ngày tôi ở nhà mong đợi anh về, chỉ để có một bữa cơm gia đình. Anh đâu biết rằng tôi đã cố gắng nhiều như thế nào. Vì anh, tôi đã cố gắng chấp nhận rằng tất cả mọi việc tôi làm đều là bổn phận của bất kỳ người vợ, người phụ nữ nào. Có những chuyện tôi nghĩ là bình thường, nhưng thật sự nó không phải như vậy.